ơi, cây lan rẻ thì nó còn có hai loại rẻ luôn ạ. Một loại là rẻ đỏ, hai là rẻ vàng. Đây bạn nhìn nhá. Đây là cái cây lan rẻ vàng. Bạn nhìn cái lá của nó. Cái lá của nó, cái thân cành của nó sẽ cong, nó mềm hơn. Nó mềm mại hơn so với cả cái rẻ đỏ. Hai nữa là cái lá của nó, cái lá của nó bản nhỏ hơn. Lá rẻ, lan rẻ vàng thì cái lá nó to hơn, to bản hơn. Nữa là cái màu lá của cái lan rẻ vàng nó sáng hơn. Nó không kiểu đậm đậm và không kiểu xanh xanh, xanh đậm và kiểu dạng như là già già giống như là cái lan rẻ đỏ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua lan rẻ vàng, lan rẻ đỏ, đây mình để hai cái cây. Đó. Trên cùng một khuôn hình để bạn nhìn màu lá để bạn biết. Đó. Thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là một trong các số điện thoại trên màn hình ạ. Trường hợp mua buôn thì xin vui lòng gọi số là 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhá.